Em cài bật tính năng ẩn của Mitsubishi Commander. Nó đang ẩn á? Ừ, nó ẩn bật lên. Này, có phần mềm bản quyền thì mới bật được. Cảm giác kích hoạt cái tính năng lên nha. Kích hoạt tính năng auto ẩn của xe này. Đạp phanh phát là nó khóa. Không, 20 cây. 20 cây này khóa. Sao nó vừa khóa ngã nhỉ? Anh vừa phi lên. À thì anh dịt tăng lại nó tốc độ này. Chưa đến 20 cây bây giờ mở nhá. Đó, khóa chưa? Đấy, 20 cây là khóa này. Đấy, chức năng zin không phải lắp thêm cái gì cả. Đúng rồi, chỉ bật lên nó lên. Đó, tỉnh.